vlog đây các bạn. Đấy, bạn thấy để ý cái view này không? Cái video này các bạn, đấy 11,5 ngàn, mình tăng chỉ có 10 ngàn thôi mà nó lên vượt chỉ tiêu của các bạn nha. Cho nên là cách tăng view top này nó rất là ok các bạn nha. Hello bạn nha, trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng view TikTok nhanh nhất 2024 các bạn nha, giúp các bạn tăng từ 0 view cho đến là vài trăm ngàn view, thậm chí là 1 triệu view trên TikTok đó các bạn nha. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì đầu tiên để bạn tăng view TikTok được thì bạn vào app TikTok nha. Vào app TikTok này. Của mắt, dù bạn đã thử nhiều cách nhưng rồi sau đó bạn hãy di chuyển đến phần hồ sơ ở bên dưới góc phải màn hình, hồ sơ. Rồi. Thì ở đây chính là cái kênh TikTok của bạn. Thì trong kênh TikTok của bạn có rất là nhiều video các bạn nha, rất là nhiều video luôn. Thì ở đây câu hỏi đặt ra là bạn muốn tăng view cho video nào? Nhớ nha, bạn muốn tăng view video nào thì bạn sẽ lấy cái đường link của video đó nha. Trong trường hợp này mình muốn tăng view cho cái video này các bạn. Video hiện tại nó có 322 view đây. Đây các bạn nha, 332 view. Đây, mình mở cho bạn xem nha. Anh em nhìn thử cái đoạn này xem có đẹp không anh em nha. Cả một quá trình này nè bạn. Đây. Ngoài ra kéo xuống này. Đây. Đây, giả dụ là mình muốn tăng view video này, hiện tại nó chỉ 332 view thôi thì nó tiếp cận khách hàng nó cũng khá là ít. Đúng các bạn. Ví dụ như mình muốn lấy video mình chạy quảng cáo chẳng hạn thì nó chỉ ít view như vậy, ít lượt tim như vậy và ít lượt bình luận như vậy thì nó sẽ không có thu hút với người xem bạn nha. Nói chung là tỷ lệ chuyển đổi khi mà người xem họ bắt gặp video của bạn sẽ rất là thấp. Thì bây giờ mình muốn tăng view lên, tăng view luôn nha. Thì mình sẽ lấy cái đường link video này. Anh em nhìn thử cái đoạn này xem có đẹp không anh em. Lấy rất dễ thôi, bạn chỉ cần là click vào cái video bạn cần tăng view nè, click vào. Đó, anh em nhìn thử cái đoạn này xem. Bạn sẽ lấy giúp mình cái đường link video nha. Và bấm vào ba dấu chấm ở bên dưới góc phải các bạn. Dấu chấm đây. Nó hiện lên những hộp thoại tùy chọn như thế này thì bạn chọn sao chép liên kết. Sao chép liên kết có nghĩa là chúng ta lấy đường link video này các bạn nha. Sau đó bạn hãy thoát khỏi app TikTok đi. Rồi. Tiếp theo là bạn hãy di chuyển đến trình duyệt web. Mà thiện khuyên các bạn luôn là bạn sử dụng trình duyệt web cốc cốc các bạn nha. Trình duyệt cốc cốc. Bạn nào chưa có sử dụng trình duyệt web cốc cốc này á thì mình hướng dẫn bằng cách cài đặt này. Bạn nào sử dụng iOS tức là điện thoại iPhone giống như mình thì bạn vào App Store. Bạn nào sử dụng điện thoại Android thì bạn sẽ vào Safe Play các bạn nha. Đó. Sau đó bấm tìm kiếm này. Cốc cốc. Cốc cốc thì một trình duyệt web của Việt Nam các bạn nha. Cốc cốc. Tìm. Rồi sau khi tìm thấy ở đây các bạn, trình duyệt màu xanh này, cốc cốc, trình duyệt web này. Thì ở đây nếu như bạn nào chưa cài bấm cài đặt giúp mình, trong trường hợp này mình cài rồi, bấm mở luôn bạn nha. Rồi, thì khi bấm mở lên thì bạn hãy truy cập giúp mình vào một cái trang web tăng tác mạng xã hội của hệ thống luôn bạn nha. Đó là sarobot.vn. Bạn sẽ tìm kiếm thẳng ở trên công cụ trên này luôn nha. Đây, bên trên của một cái thanh công cụ này bạn. Bấm vào sarobot.vn giúp mình, sarobot.vn nha. Bấm đi. Rồi, nó truy cập bên trong như thế này. Trong trường hợp bạn nào chưa có tài khoản bấm đăng ký giúp mình. Khi đăng ký bạn đặt tên tài khoản, bạn để địa chỉ email của bạn. Trong trường hợp bạn nào không có email á thì bạn cứ đánh đại thôi. 1234@email.com gì đó, bạn đánh đại là được nha. Và cuối cùng là bạn đặt mật khẩu cho tài khoản của bạn là xong. Rồi khi có tài khoản bấm đăng nhập ngay. Đăng nhập bên trong các bạn nha. Ok, thì hiện tại khi bạn đăng nhập bên trong nó sẽ hiện thị thông báo. Thì thông báo đây là những cái sự kiện, những cái chương trình mới nhất của hệ thống sarobot.vn luôn nha. Thì bạn hãy đọc, ví dụ như có thể là chương trình thương mại, ví dụ như là một cái sự kiện nào đó. Nói chung bạn có thể đọc để tìm hiểu thêm, còn không thì bấm là không hiển thị lại. Rồi để tăng view TikTok được thì bạn bấm vào ba dấu gạch ở bên trên góc trái màn hình mình nha. Đây. Rồi. Thì để mà tăng view TikTok được bắt buộc bạn phải nạp tiền vào nha. Vì đây là hình thức chúng ta mua view trên TikTok các bạn nha. Đó. Bạn hãy bấm nạp tiền ở đây. Rồi, ở đây có 3 hình thức nạp tiền thì có hướng dẫn rất là chi tiết, bạn có thể là đọc kỹ và làm theo nha. Đó, mình có thể là giới thiệu sơ qua, ví dụ như bạn nạp tiền theo cào này, thì tự động công ty các bạn, nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng này. Thì ở đây, đối với hình thức chuyển khoản ngân hàng và nạp tiền qua Momo á, thì bạn sẽ có hai cách để bạn chuyển khoản và nạp tiền vào. Thứ nhất là bạn chuyển khoản theo thông tin trên đây, ở bên trên mã QR. Đấy, ở tài khoản của bạn nó thông tin nó hiện như thế nào á, thì bạn chuyển y chang như vậy nha. Ở trong trường hợp này mình lấy tài khoản của mình làm ví dụ thì ở đây nó ghi là nội dung chuyển khoản là nạp tiền 199 thì tất nhiên cái tài khoản của bạn thì nó ghi là nạp tiền cái số ID khác nha. Ví dụ như phía 199 là chính là ID tài khoản của mình.
Còn trường hợp của bạn thì cái bảo hiểm chính nó sẽ không phải là bảo hiểm chính nữa, có khi là nó sẽ 10.000, có khi là 20.000. Nói chung là cái ID đó nó sẽ duy nhất mà nha. Nói chung là nó phân biệt tài khoản của bạn á, thì bạn nạp tiền chuyển khoản đúng theo cái thông tin hiển thị trên cái phần nạp tiền ở tài khoản của bạn khi bạn tạo là ok. Cách hai là bạn theo quét mã QR. Trong trường hợp bạn nào mà có hai điện thoại, hoặc là bạn nào có một điện thoại cái laptop, hoặc là bạn nào chụp màn hình lại rồi sau đó bạn có thể là dùng điện thoại người khác bằng quét mã lại đó. Nói chung là bạn làm cách nào đó quét mã QR được nha. Thì có hai hình thức như vậy, thì khi bạn muốn sử dụng bao nhiêu và nạp bấy nhiêu thôi, nạp hết thì bắt đầu nạp thêm. Bây giờ mình có tiền rồi, mình muốn tăng TikTok thì mình sẽ di chuyển đến phần là dịch vụ TikTok nha. Ở đây có rất là nhiều dịch vụ từ Facebook, Instagram, YouTube, Shopee, TikTok, Google, Twitter, Telegram và vân vân. Mình tăng TikTok thì mình chọn là dịch vụ TikTok. Sau đó mình sẽ chọn là tăng view và tăng lượt xem video đây. Đấy. Tăng view, tăng lượt xem video. Bạn click vào thì hệ thống ở đây nó sẽ yêu cầu các bạn ba thông tin các bạn nha. Đây, bạn đợi một chút, nó sẽ màn hình yếu bạn. Đấy, thông tin đầu tiên là liên hoặc ID. Thì bạn dán cái đường link video bằng cần tăng view talk vào. Dán đó. Tiếp theo thì ở đây bạn chọn server máy chủ. Thì đây có rất là nhiều server khác nhau. Thì bạn chọn những cái server nào mà nó có giá tiền cao thì tất nhiên nó sẽ có cái chất lượng ok hơn bạn nha. Ví dụ như mình sẽ chọn cái server 6 chẳng hạn. Đấy, TikTok view không được đấy. Nếu bạn chọn 100 view thì chỉ có tốn 143 đồng thôi các bạn. Rất là rẻ các bạn. 1.000 view thì nhiêu, nó chỉ mới có 1.430 đồng thôi, cực kỳ rẻ các bạn nha. Mình sẽ tăng 10.000 view cho video này, ok. 10.000 view thì nó là 14.300 đồng, ok. Bấm tạo tiến trình, bấm đồng ý. Bạn đợi một chút, khi mà nó hiển thị thông báo là khởi tạo tiến trình thành công như thế này là ok các bạn nha. Bấm ok. Bước tiếp theo là bạn hãy đợi cái hệ thống tăng tác mạng xã hội support.vn này nó tăng view TikTok cho bạn thôi. Sau thời gian 1 đến 3 ngày, nếu như bạn chưa thấy cái đơn hàng mà nó lên, chưa tăng view các bạn, thì bạn có thể là bấm trợ giúp đây để nhận được trợ giúp từ cái nhân viên hỗ trợ 24/7 ở hệ thống support.vn các bạn nha. Đó. Rồi, bây giờ mình có thể là tạm ngưng mình thoát này ra, quay trở lại app TikTok mình xem là nó view lên chưa các bạn nha. Rồi, có đẹp không anh? Mình sẽ thoát ra ngoài luôn, nhưng mình sẽ bấm như sau. Bạn kéo xuống nha, bạn lấy tay kéo xuống như này. Đó, cho nó ghi lock lại các bạn. Hiện tại mình vẫn thấy nó 332 view. Đấy, 332 view. Nó cũng chưa lên. Thì bây giờ mình tạm ngưng video một chút và tầm 5 hay 10 phút sau mình sẽ quay lại kết quả cho bạn xem nha. Rồi đây, bây giờ đã 9 giờ 16 phút thì đã hơn 10 phút trôi qua bạn nha. Mình sẽ vào TikTok mình kiểm tra lại xem là cách tăng view TikTok này lên chưa các bạn nha. Đây. Vlog lại các bạn. Đấy. Bạn thấy để ý cái view này không? Cái video này bạn, đấy, 11.500, mình tăng chỉ có 10.000 thôi mà nó lên vượt chỉ tiêu của bạn nha. Cho nên là cách tăng view TikTok này nó rất là ok các bạn nha. Rồi bây giờ nếu mà bạn muốn tăng team hay là tăng bình luận cho video này, anh em nhìn thử cái đoạn này cũng rất là dễ thôi các bạn nha. Để tăng team, tăng bình luận được, bạn cũng lấy cái đường link video như vậy. Bạn bấm vào video, bấm sao chép liên kết. Tăng team thì quay lại cái thằng support.vn, hệ thống tăng tác mạng xã hội đa nền tảng. Rồi bạn chọn dịch vụ khác thôi, bạn bao gạch ở đây. Đấy, bạn lại chọn cái dịch vụ khác bạn nha. Ví dụ dịch vụ tăng team nè, like team nè, bạn thấy không? Đó. Hoặc là bạn muốn tăng view, tăng bình luận thì đây, lại tăng comment. Đó, hay tăng chia sẻ cũng vậy bạn nha. Bạn vào chọn cái chia sẻ. Nói chung là mấy cái tăng like, tăng team, tăng bình luận, tăng chia sẻ, tăng share video thì bạn lấy link video. Còn nếu muốn tăng follow thì bạn sẽ chọn tăng follow. Đó. Tăng follow thì lấy link kênh bên nhà, lấy link kênh. Thì mỗi dịch vụ bên mình đều có hướng dẫn chi tiết bên dưới này các bạn. Thì bạn có thể là xem vào các hướng dẫn để làm đúng nhất các bạn nha. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cách tăng view TikTok xong rồi. Hy vọng video này giúp ích được cho các bạn rất là nhiều nha. Nếu như thấy video này hay, bạn hãy cho mình một like. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ mình các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye các bạn.